chim công nó đang dặm đẻ nha các bạn. Hôm nay mình quay nó đẻ trứng cho các bạn xem. Nhiều bạn mình quay cho nhiều bạn nào mà chưa có nuôi chim công thì có thể coi cái cảnh nó đẻ. Trước khi mà nó đẻ là nó đi đi lại lại đi đi, đó nó đang dặm đấy. Đi lại rất là nhiều nha các bạn. Nó đang dặm đấy. Để quay được cái cảnh này là mình phải phải canh nha các bạn. Canh nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Nó đi đi lại lại rất là nhiều. Khi nào mà nó vô nó bới ổ là nó sắp đẻ. Giờ đang dặm đẻ này. Đó, nó dặm đẻ đấy. Rồi đã có một quả trứng. Đó, đây là trứng nha, trứng chim công các bạn. Nè, nó nè. Đó. Ừ, mình nó đẻ xong là mình phải canh mình lấy luôn nha các bạn. Không nhiều con là nó sẽ mổ trứng ạ. Khi mà mới đẻ ra là cái vỏ trứng nó rất là mỏng. Mổ sẽ bị bể. Nó chưa có cứng nha. Mình mà không lấy liền là có nhiều con nó sẽ mổ trứng ạ. Tại vì khi mà nó đẻ là nó thiếu canxi. Thiếu canxi như mình ở nhà mình hay bổ sung vỏ trứng để cho nó bổ sung canxi nhé. Mới luộc trứng để cho nó ăn trứng. Khi mà nó đẻ quả trứng là mình sẽ luộc cho nó 1 tới 2 quả trứng để nó bổ sung dinh dưỡng. Nó trứng công đây nha các bạn. Quay buổi tối, nó đẻ buổi tối này là nó hơi hơi quay hơi tối nha. Đó, trứng của nó này, nó mới đẻ xong này. Nó tính mổ rồi các bạn. Qua này là mình canh ngày đẻ là ngay cái lúc đẻ là mình phải lấy trứng của nó nha. Vỏ trứng nó chưa kịp khô mà nó mổ là bẻ bẻ là chắc luôn á. Cả năm trời mới nó mới đẻ mà đẻ nó mổ bẻ trứng là thôi rồi. Hình như công sức rồi bỏ. Đó, nó đẻ xong rồi nha các bạn. Rồi, hôm nay mình xin kết thúc video ở đây. Các bạn thấy hay thì like, đăng ký, chia sẻ cho mình nha.